thấy chưa? Thưa quý vị, đây được gọi là đội đẹp. Đội đẹp, quá đẹp, mà đẹp với sang. Cao ráo, sang trọng, đẹp, dạ. Hát hay, nhảy giỏi. Thưa quý vị, đội đẹp của chúng ta hiện nay sau cái đợt vừa rồi thắng thì đã về ôn luyện. Dạ. Và họ đã tự trắc nghiệm với nhau hàng triệu câu hỏi. Vâng. Và bây giờ họ đã nắm trong tay rất là nhiều cái kiến thức. Thì ngày hôm nay đội mình là có một cái phương pháp nào để loại ra những câu hỏi mà mình biết là trả lời nó sẽ sai không? Anh nói vậy thôi, thật ra tụi em đến hôm nay với tâm thế là không chuẩn bị một cái gì cả. Vui là chính. Vâng. Bởi vì em nhìn đối thủ em sợ quá. Toàn những người coi như là cao to lực lưỡng hả? IQ 300 mấy cơ đó. Ít nhất là họ rất là nhanh nhạy. Thì cái đó tụi em có khi là trong đội của em nhiều người cao tuổi quá. Ví dụ như anh Phúc ấy, thì anh sẽ không thể bằng được. Đồng đội mình chưa gì chứ là... Kỳ quá anh về đây với em. Chưa gì mà đồng đội mình rồi. Mời. Sao kỳ vậy, mình phải đoàn kết để chiến thắng chứ. Đoàn kết lên nè. Yeah. Bắt tay ra. Yeah. Bắt tay ra. Ghi lê bỏ người ta hả? Dạ, bỏ người ta hả? Ghi lê vô nè, bắt lên nè. 1, 2, 3. Yeah. Yeah. Rồi, mời vào vị trí A. Thưa quý vị, đến chúng ta cùng gặp gỡ lại Ưng Hoàng. Thật sự là vô cùng đơn giản, rất dễ dàng để chiến thắng. Chúc mừng em. Mà em được có 3 câu thôi anh ơi. Ủa sao anh nghe ngoài mấy bạn nói là em lên tới thứ 9 rồi, thứ 10. Nửa gẹo của ta rồi. Rồi mời lên ghế. Làm anh hồi hộp nè. Anh Ưng Hoàng Phúc đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Chim gì mang tên một loài hoa? Chim gì đây? Cái này thì... Không biết thì bỏ qua nè. Đúng rồi anh, cứ trả lời cái khác đi anh. Bỏ qua. Anh phải trả lời đại. Chim đại. Chim đại, dạ, không chim xác. Chim đại là chim gì mà tự nhiên chim đại? Chim Đỗ Quyên. Và có một loài hoa tên là Đỗ Quyên. Rồi, biết rồi đó, giờ mới biết. Chim gì có liên quan đến ca sĩ Cẩm Ly? Chim sáo ngày xưa. Không chim xác. Đáp án là chim trắng mồ côi hoặc là nỗi buồn chim sáo. Nỗi buồn chim sáo nữa. Dạ. Chim gì có liên quan đến ca sĩ Mỹ Tâm? Chắc nghe nhạc của mình thà như thế không hả? Không nghe nhạc gì ta. Biệt danh. Chim Họa Mi. Họa Mi. Dạ, Họa Mi tóc chim nào? Họa Mi. Đó, chính xác, Mỹ Tâm. Dạ, đúng rồi, chính xác. Đó. Trời ơi thì... Bây giờ bắt đầu vô tần số của anh chưa? Trời ơi, Phúc ơi, chưa Tâm đâu. Ơi, chưa Tâm ơi, Tâm. Đừng buồn nha Tâm. Rồi, tiếp tục. Là... Chim gì có liên quan đến ca sĩ Quang Linh? À này là chim sáo nè, chim sáo ngày xưa. Chim xác. Là... Nãy giờ còn chim nha, vẫn còn chim nha. Anh là nãy giờ là chủ đề là chim với ca sĩ đó hả? Dạ. Còn chim nha. Dạ. Chim chưa hết đâu. Có chim nào chim ưng không? Sắp rồi. Rồi tiếp tục nào. Chim gì có liên quan đến ca sĩ Quang Vinh? Cái gì? Cái gì đó? Quang Vinh. Sơn ca. Yeah. Chim sơn ca. Tại sao? Nhưng mà anh ơi, tại sao lại là chim sơn ca? Anh có biết không? Vì hoàng tử sơn ca là danh của Quang Vinh. Hết chim rồi. Còn chim nữa không? Hết rồi. Hết chim rồi anh ơi. Trong tiết kiểm tra, Hà xem tài liệu nhưng tại sao không bị cô giáo la? Tại vì học sinh xem kiểm tra cô giáo không thấy nên là cô giáo không la. Sai rồi, không chính xác. Dạ, đáp án là vì tiết kiểm tra do thầy giáo kiểm tra đề mở. Thôi tiếp tục đi anh, cố gắng lên. Cây gì trồng để lấy nước uống mà không lấy quả? À, cây dừa. Cây dừa. Không chính xác. Dạ, không chính xác. Cây mía. Đúng rồi ạ. Dạ, cây mía. Tiếp tục, kể tên một loài động vật có khả năng phóng điện. Con rắn. Dạ, không chính xác. Đáp án là cá trình hoặc là cá đuối hoặc là ông bắp cày. Món ăn hình tròn đựng trong hộp vuông nhưng thường ăn theo hình tam giác là món gì?
món pizza. Chính xác. Đất nước không hề có sông hay hồ nước nào cả. Cái gì? Đất nước không hề có sông hay cái hồ? Cái đất nước không hề có sông hoặc là hồ nước nào cả. Rồi. Dạ, là nước nào ạ? Nước Lào. Nước Lào, dạ, không chính xác. Đáp án là Ả Rập Saudi. Khó lắm, này không nhắc khó, luôn. Khó, cái này khó, em thấy khó. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Anh có thích bóng đá không? Có. Rồi, vậy là may mắn cho anh. Giải bóng đá nào mà không có chiếc cúp vô địch? Giải bóng đá mà không có cúp vô địch? Dạ. Giải bóng đá giao hữu. Không chính xác. Không chính xác. Đáp án là Olympic hoặc là SEA Games. Dạ, hết giờ. Như vậy là anh Ưng Hoàng Phúc đã đúng đáp án liên tiếp 3 câu.